Nữ chúa rắn. Ngày xưa, ở đất nước Hy Lạp xa xôi, có một người hầu nữ vô cùng xinh đẹp trông coi điện thờ của nữ thần đồng trinh Athena. Tên nàng là Medusa. Ông là ai? Ta là Poseidon, vĩ thần cai quản biển cả. Tôi là người của nữ thần Athena, không thể tùy tiện giao du với đàn ông được. Nàng có thể làm bạn cùng ta không? Không bao giờ. Nàng nghĩ nàng có thể cự tuyệt ta sao? Ông không được động vào tôi. Có chuyện gì đã xảy ra với ngươi? Thần Poseidon cao quý như vậy, làm sao có thể có những hành động như vậy được? Hay là người đã quyến rũ ngài? Thưa nữ thần, con chưa bao giờ có ý nghĩ đó. Làm sao ta có thể tin lời một kẻ có gương mặt xinh đẹp nhưng lại mang trong mình dòng máu của quỷ Gogo như ngươi? Ngươi đã làm vấy bẩn điện thờ của ta, làm tổn hại danh dự của nữ thần đồng trinh Athena này. Ngươi sẽ phải chịu sự trừng phạt. Medusa, cả cuộc đời này người sẽ phải mang hình hài của một con quái vật khiến mọi người ghê sợ. Mái tóc bồng bềnh của ngươi từ nay sẽ là một ổ rắn độc. Đây mới chỉ là khởi đầu, ngươi sẽ còn phải đón chờ hình phạt đáng sợ hơn thế nữa kìa. Nữ thần, nữ thần. Quái vật kìa, quái vật. Ta sẽ giết ngươi để trả thù cho em trai ta. Trời ơi, chuyện gì đã xảy ra với các ngươi thế này? Có ai ở đây không? Có chuyện gì thế? Không, không lẽ ai nhìn mắt ta đều bị hóa đá? Nữ thần Athena, đây chính là hình phạt đáng sợ người dành cho con sao? Đó là một con quái vật thân mình đầy rắn. Ai mà nhìn vào mắt đã thì kẻ đó sẽ lập tức hóa đá. Con quái vật! Mình không được mở mắt, nếu không tất cả bọn họ sẽ biến thành đá mất. Hãy chết đi! Con quái vật đã quyến rũ thần biển cả, là cô quế đền thờ nữ thần đồng trinh Athena. Tôi không làm những việc đó. Trời ơi! Ta không có cố ý. Athena, người đã cho con một hình phạt quá tàn nhẫn. Con không muốn làm hại ai cả, nhưng họ đánh đập con, xúc phạm con vì những việc con không hề làm. Họ nên tự biết rằng gây sự với Medusa này là gây sự với cái chết. Quái vật, người hãy nộp mạng đi. Người là ai mà muốn lấy mạng của ta? Nghe rõ đây, ta là Perseus, con trai của thần Zeus và công chúa Danae, xứ Argos. Hôm nay, ta phải lấy đầu ngươi về cho vua Polydeuces để đổi lấy sự tự do cho mẹ của ta. Tên vua ấy có thù gì mà lại muốn lấy đầu của ta? Vì ngươi nổi tiếng là con quái vật ác độc, đã làm hại biết bao nhiêu người vô tội. Thật nực cười, là chúng tự tìm đến giết ta, chứ ta đâu tìm hại ai. Ngươi hãy đi về đi, chỉ cần ta quay đầu lại thôi là ngươi sẽ hóa đá ngay lập tức. Không đợi đâu, hôm nay ta phải giết ngươi cho bằng được. Vì mẹ ta, vì những người vô tội, vì danh dự của nữ thần đồng trinh Athena, người phải đền tội. Ta đã tha cho ngươi con đường sống, nhưng ngươi nhất định phải ép ta đến thế này sao? Một con quái vật như ngươi không đáng được sống. Ta không làm việc có tội, sao không một ai chịu nghe ta nói, dù chỉ một lần chứ? Nữ thần Athena đã tặng ta chiếc khiên này để có thể tránh được ánh mắt của ngươi. Quả đúng là mau nhiễm. Nữ thần Athena, tại sao lại là người? Người có biết vì sao ta lại trốn ở cổng địa ngục hay không? Vì sao? Thank you.
Ta muốn đến nơi này để không phải gặp ai. Các người vẫn đến tìm giết ta để rồi nhận lấy kết cục này. Ta sống trong dằn vặt đau khổ và nhục nhã đến vậy là đủ rồi. Cảm ơn ngươi đã giải thoát cho ta. Vĩnh biệt. Hóa ra đằng sau gương mặt quái vật ấy, cô vẫn còn giữ cho mình một trái tim lương thiện. Giờ đây cô đã được yên nghỉ thanh thản rồi. Vĩnh biệt Medusa. Vậy là Medusa đã trút hơi thở cuối cùng dưới lưỡi kiếm của người anh hùng Perseus. Chính sự vô tâm, thiếu cảm thông cùng những cái nhìn định kiến về vẻ bề ngoài của tất cả mọi người xung quanh đã đẩy một cô gái lương thiện vào bước đường cùng, khiến cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải trở thành một quái vật. Và sau cùng, cái chết chính là sự giải thoát duy nhất cho số phận nghiệt ngã của Medusa. Bức tranh đặc biệt. Sắp tới, trường ta sẽ tổ chức buổi triển lãm mỹ thuật với các bức tranh do chính học sinh của trường vẽ. Và để chuẩn bị cho buổi triển lãm này, tiết học hôm nay các em sẽ vẽ tranh theo chủ đề về mẹ. Cô sẽ chọn ra 5 bức tranh xuất sắc nhất để tham gia buổi triển lãm. Vẽ về mẹ. Ồ, tuyệt thật, mình sẽ vẽ thật đẹp. Mình cũng vậy, mẹ của mình là tuyệt nhất. Bây giờ, các em bắt đầu vẽ nhé. Vâng ạ, em Nam. Tuần đầu chuyển đến trường mới, em đã quen chưa? Thưa cô, rồi ạ. Sao em còn chưa vẽ? Dạ, em vẽ bây giờ đấy ạ. Chúng em chào cô ạ. Chào các em. Hôm nay, cô sẽ trả bài vẽ hôm qua và công bố 5 bức tranh được chọn tham gia triển lãm của trường. Hồi hộp quá, không biết tranh của những ai được chọn nhỉ? Đầu tiên là bức tranh của bạn Ngọc Trâm. Đẹp quá, đẹp quá. Bức thứ hai của bạn Nguyễn Tùng. Bức thứ ba của bạn Ngọc Hà. Bức thứ tư của bạn Minh Hương. Thưa cô, còn bức tranh thứ năm là của bạn nào ạ? Trước khi công bố bức tranh thứ năm, cô có điều muốn hỏi một bạn. Ồ, có chuyện gì vậy nhỉ? Ôi trời, vẽ mẹ sao lại là siêu nhân thế kia? Siêu nhân còn mặc tạp dề nữa, buồn cười quá. Đây thực sự là bức tranh làm cô suy nghĩ nhiều nhất. Nhưng cô có một câu hỏi cho tác giả bức tranh này là bạn Bảo Nam. À, hóa ra là của thằng Nam lập dị. Từ ngày đến đây, nó chẳng chơi với ai cả. Đúng là nó có vấn đề rồi. Cả lớp trật tự. Bảo Nam, tại sao em lại vẽ bức tranh thế này? Thưa cô, em có thể chia sẻ cho cô cùng các bạn được không? Thưa cô, vì em không biết phải vẽ mẹ như thế nào. Không biết ư? Từ trước đến nay, gia đình em chỉ có ba và em. Em cũng đã thử hỏi về mẹ em nhiều lần. Nhưng ba em nói mẹ không còn ở đây với ba con mình nữa. Nhưng ba sẽ luôn bên cạnh con. Ba sẽ cố gắng là người mẹ tuyệt vời của con. Nam à, ba em đúng là một người mẹ tuyệt vời. Và bức tranh của em, cô tin cũng sẽ là một trong những bức tranh gây ấn tượng nhất trong buổi triển lãm sắp tới. Điều bất hạnh nhất. Chắc là thằng Dũng gọi về đấy. Sao? Con nói sao? Ba ơi, con xin lỗi, nhưng chuyến công tác đột ngột quá, con không thể không đi. Đây là một cơ hội rất lớn. Có việc gì quan trọng hơn sinh nhật của mẹ con sao? Đã 3 năm con không có mặt rồi. Giờ mẹ con đã rất yếu và rất mong con quay về. Mẹ yếu lắm rồi sao ba? Ba ơi! Con về rồi à? Dạ vâng, nhưng con chỉ tranh thủ về một lát thôi. Ngày mai con phải đi luôn rồi. Mẹ, con về rồi ạ. Ôi, con trai của mẹ.
muộn rồi sao ba còn chưa ngủ? Con ngồi xuống với ba một lát đã. Vâng thưa ba. Chà, trời đẹp ghê. Nhưng ba à, buổi tối đừng ra ngoài nhiều vì gió lạnh, dễ bị ốm lắm ba à. Không phải đêm nay trời rất đẹp và thời tiết cũng rất dễ chịu sao? Con cũng nên thư giãn, ngắm cảnh đi. Con không thường xuyên ở bên ba mẹ, nên ba mẹ nhớ phải giữ sức khỏe. Tuổi trẻ đam mê công việc cũng là cái tốt, nhưng con cũng không nên để bị chi phối bởi những vấn đề về tiền bạc, danh vọng, quyền lực. Dũng này, thế công việc của con dạo này ra sao? Hãy nói về chuyến công tác quan trọng của con ngày mai cho ba nghe nào. Dạ thưa ba, đây quả là một cơ hội lớn ba ạ. Nhất định nó sẽ mở ra một vận may khiến công ty của con phát triển vượt bậc. Còn nếu con không đi thì sẽ thế nào? Sao lại có thể không đi được chứ ba? Công ty phát triển hơn, thành công lớn hơn, sao có thể bỏ lỡ được? Mà nếu được như vậy chắc chắn ba mẹ sẽ tự hào vì con. Lâu lắm rồi ba con mình không đi câu ở hồ ngoài thị trấn nhỉ? Dạ vâng, bây giờ thì chẳng có thời gian nữa. Con có nhớ lần giật cần câu ba bị ngã xuống hồ không? Con nhớ chứ ba. Ba ơi, ba ơi, ra đây với con đi. Chú bướm này đẹp lắm ba ạ. Con chơi đi. Ba nhất định phải câu được một con cá để mẹ làm bữa tối đã. Mãi không có cá cắn câu. Ha, cắn câu rồi. Dũng, con nhìn xem. Cá cắn câu rồi. Ba bị cá câu rồi. Cá câu ba. Khi đó còn hét lên. Cá câu ba. Cá câu ba. Đúng vậy mà ba. Tưởng là ba đi câu cá, thế mà rồi ba lại bị cá câu. Ba chắc là con không nhận ra, nhưng hiện tại con cũng đang bị câu giống như ba khi đó. Con cứ mãi mê với tiền bạc, danh vọng và nghĩ rằng cần phải săn đuổi nó mà không nhận ra rằng chính con đang bị tiền bạc, danh vọng săn đuổi. Giả sử như con sẽ có được hợp đồng mới, công ty của con ngày càng lớn mạnh, rồi một ngày con sẽ chiếm được cả thế giới. Nhưng khi đó ba mẹ không còn nữa, và khi đó dù có khối tài sản khổng lồ, con cũng chẳng thể quay ngược thời gian để thổi nến cùng mẹ. Dạ, nếu không có đêm nay ngồi cùng ba, chắc con còn vô tình phạm phải nhiều sai lầm nữa. Mẹ, chúc mừng sinh nhật mẹ. Cảm ơn mình, cảm ơn con. Mẹ rất hạnh phúc. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.